Vâng. Lại lại con đây thì nhiều người thì nhìn lắm. Rồi ok, không sao không sao. Tốt. Có quá gì? Ngồi xuống, ngồi xuống đây. Đây là quang cảnh của Học viện Kỹ thuật Quân sự và chúng ta nhận thấy đây là sinh viên khóa 10 của trường. Anh ta đang thể hiện bài quyền pháp... Quyền pháp gì ạ? Thái âm thần kinh. Cửu dương chân kinh á? Thái âm thần kinh. Thái âm thần kinh. Thì môn võ này có liên quan chặt chẽ với cái gì nhỉ? Anh phải giới thiệu qua thì anh kia mới biết là bình luận chứ. Chị tôi đi ạ.